Loạt ảnh ngày bé của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt, nhan sắc chuẩn đệ nhất mỹ nhân Tân Cương. Những hình ảnh ngày nhỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh vì sao cô nàng luôn được xếp top đầu trong những bảng xếp hạng về nhan sắc của sao Hoa ngữ. Những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vươn lên trở thành một trong những hoa đán nổi tiếng nhất của showbiz. Mỹ nhân 29 tuổi ghi dấu ấn cả ở những tác phẩm hiện đại và cổ trang, Trường Ca Hành, Tam Sinh Tam Thế, Nghìn Lẻ Một Đêm, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba được xếp vào hàng hiếm có khó tìm của showbiz Hoa ngữ. Mỹ nhân sinh năm 1992 mang vẻ đẹp sở hữu gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp. Mới đây khi loạt ảnh ngày bé của Địch Lệ Nhiệt Ba được cư dân mạng chia sẻ lại, nhiều người phải suýt xoa công nhận cô nàng sở hữu thần thái của ngôi sao ngay từ khi còn nhỏ. Địch Lệ Nhiệt Ba là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương, thực chất tên đầy đủ của cô nàng có tận 9 chữ: Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lực Mộc Lạp Đề. Ngày nhỏ nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế để tóc ngắn, làm nổi bật những đường nét đáng yêu bụ bẫm trên khuôn mặt. Từ khi trở thành nữ sinh trung học, Địch Lệ Nhiệt Ba nuôi tóc dài, nhan sắc ngày một nổi trội. Cô nàng thường xuyên được chọn tham gia các hoạt động tập thể của trường. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Địch Lệ Nhiệt Ba được học múa từ nhỏ. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Tân Cương, cô trở thành diễn viên múa của đoàn ca múa nhạc Tân Cương. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn của Học viện Hí kịch Bắc Kinh năm 2014, mỹ nhân Tân Cương bắt đầu có cho mình những vai diễn đầu tiên. Khi mới vào nghề, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật, không cần trang điểm cầu kỳ. Bước sang tuổi 30, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có chỗ đứng và danh tiếng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Vẻ đẹp tự nhiên không giao kéo giúp cơ trở thành gương mặt trang bìa, được săn đón và người đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!